Vừa mới đây, Mân Thần Miếu đã trở lại trái đất. Họ dám thách đấu ngẫu nhiên 13 đối 13 với Hoa Hạ. Nhưng lần này những người thi đấu cho Hoa Hạ không hề tầm thường. Thuận là phàm, nghịch là tiên. Ta là bất khả chiến bại trên thế giới. Thiên đạo sụp đổ. Ta Trần Bình An xuất ra một kiếm, toàn hồ nghe lệnh. Lão Tôn đến đây. Hoàng Phong Cốc, Lệ Phi Vũ, ta đã thấy được tương lai. Lão Tôn cũng là một trang nam tử Hán. Đối thủ của Lão Tôn ở đâu? Mau ra đây. Đại yêu Tôn Ngộ Không, sao lại là hắn? Hắn nhảy ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành, là một biến số. Trước đây là đại yêu, giờ yêu tiên Phật tám tu. Trong tam giới ít có đối thủ. Đại thánh đã xuất hiện, gây áp lực cho Man Thần Miếu. Có thể thấy bọn họ trên trán đã đổ mồ hôi rồi. Tất nhiên, không dám đánh thì có thể bỏ cuộc. Nói đùa gì vậy? Bỏ cuộc là không thể nào. Cả đời này cũng không thể bỏ cuộc. Hồi sinh ngẫu nhiên triệu hồi trận pháp. Khởi động, hãy cho ta một vị thần mạnh mẽ. Trận đấu này đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì cả. Nếu thắng trận, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Bất cứ điều gì. Ta muốn hồi sinh, hãy hồi sinh cha đẻ của Ngọc Rồng. Được, đối với chúng ta mà nói, hồi sinh một vài người rất đơn giản. Hai con khỉ nhìn nhau chằm chằm, mắt rực lửa chiến đấu, vài giây sau sẽ đánh nhau. Nhưng chị bảo của chúng ta không đồng ý. Khoan đã nói là trận đấu của thần linh trái đất mà. Super Saiyan chỉ miễn cưỡng được coi là thần linh, nhưng hắn không phải người trái đất. Nói có lý, có vẻ như Kaka rất tiên sinh không đủ điều kiện tham gia. Ta sống trên trái đất từ nhỏ, đã chiến đấu nhiều lần vì hành tinh này, coi như là người trái đất rồi. Có vẻ cũng đúng. Nhưng gốc gác hắn không phải ở trái đất. Nói cũng không sai. Thôi vậy, để các đấu thủ quyết định đi. Đại thánh, ngài có muốn đấu với anh ta không? Đối thủ càng mạnh càng tốt. Vậy thì bắt đầu thôi. Ăn một gậy của Lão Tôn đi. Kamehameha. Cây gậy nặng quá, sức phòng thủ cũng đáng sợ. Lại bỏ qua Kamehameha của ta. Lão Tôn, có kim càng bất hoại chi thân. Tấn công bình thường không thể làm ta bị thương. Biến hình, Super Saiyan cấp 1. Khí tức mạnh hơn rồi. Thiên cân bổng pháp. Chưa đủ. Sức mạnh này chưa đủ để làm ta bị thương. Hãy dùng toàn bộ sức mạnh đi. Super Saiyan cấp 3. Bây giờ đủ chưa? Càng đánh càng mạnh sao? Tốc độ và sức mạnh đều tăng không ít. Tam đầu lục tí. Con khỉ này thật khó đối phó. Đã lên tới Super Saiyan cấp 3 rồi, mới buộc hắn dùng tam đầu lục tí. Kaka rất tốc độ rất nhanh. Sao lại cứng đầu đối đầu thế? Ngươi tưởng Tôn Ngộ không chậm à? Theo ghi chép chính sử Tây Du Ký, trong một giây hắn có thể lộn 50 vòng, tương đương 9 lần tốc độ ánh sáng. Đại thánh cũng ghê gớm thật. Không hổ danh là người đã gắn bó với ta từ nhỏ. Cả hai vẫn chưa dùng quân bài cuối cùng. Khó nói ai thắng ai thua. Họ đều là cùng một loại người. Càng đánh thì khí tức càng mạnh lên. Super Saiyan cấp 4. Đầu ra gần phớt. Không ổn, khí tức này nguy hiểm. Thật là một kẻ quái dị. Lão Tôn phải nghiêm túc rồi. Pháp Thiên Thượng Địa. Thân hình to lớn hơn, mục tiêu cũng lớn hơn. Xem quyền. Sau khi thân hình to lớn hơn, các khả năng cũng vậy mà tăng lên theo. Thậm chí về sức mạnh còn hơn ta một bậc. Không sai, đây chính là tinh túy của Pháp Thiên Tượng Địa.
Ngươi còn con bài chủ nào không? Để hồi sinh ông ấy, ta phải thắng trận đấu này. Ấn chưa in city. Cực đại kim cô bổng. Biến hình đi, ma hầu chân thân. Hắn cũng biết biến hình. Hai bên triển khai tấn công dữ dội, toàn bộ đấu trường náo động. Trên người xuất hiện vết thương, cách chiến đấu hoàng dã khiến người xem kinh ngạc. Tôn Ngộ Không đồng thời điều động ma lực, yêu lực, pháp lực, tiên lực để chiến đấu, sức chiến đấu vô cùng cao. Tiếc là bốn loại sức mạnh chưa hòa hợp hoàn hảo, nếu không sức chiến đấu sẽ tăng lên tầm cao mới. Ăn chơi in sitting của Kakarot cũng không yếu, hai bên đánh ngang tài ngang sức. Hầu ca gặp vấn đề rồi, ma khí trong cơ thể tăng nhiều, hắn đang dần mất ý thức. Mọi người xem xong nhớ cho mình một like nha.